Ok, là tôi xin chào tất cả năm cận thủ đam mê cá tầng tổ quốc. Hôm nay tôi lên một clip gồm 21 con câu anh em. Thì 21 con câu này 21 con câu chiên cho anh em lure ra. Có độ cứng từ độ cứng L đến độ cứng MH nha mọi người. Có thương hiệu từ Shimano, Minecraft, Daiwa. Rồi, đến cho cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán này, mở không clip lên á thì xem lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất là tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần một khúc cho anh em. Thì cây này một cây lua một khúc đến từ thương hiệu Fanwit, một thương hiệu của Mỹ anh em. Đây Fanwit con đại bàng, tích nó cũng có đóng luôn. Đây, con đại bàng anh em. Đây, mọi người Fanwit thì cây này được sản xuất tại Taiwan anh em. Cây này sản xuất tại Taiwan đó. Fanwit độ cứng L, fan là fan full six gold anh em. Fan full six chân gòn đây, đá cực kỳ dày nha anh em, đó dày và bóng nó rất là ok luôn. Thì cây này chi anh em cho đánh nhái hơi nha anh em, đánh nhái hơi lua chẽm đó, câu lua suối anh em có thể câu cá bóng đục nè, câu trên bè anh em có thể câu hanh, câu cháp, câu tôm. Thì cái này nó dài 1m75 nha anh em, dài 1m75, đọt là 1.8 ly, nặng là 100g. Đây đó, test độ cong cho anh em xem đó, cong nha mọi người. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 8.75g, tải dây từ 2 đến 8 lb, giá công khai cây số 1 giá là 1 triệu cộng ship nha anh em, 1 triệu cộng ship một phút. Tiếp theo em lên cho mọi người cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần của Hitland, Daiwa nha anh em, Daiwa Hitland. Thì dòng Daiwa Hitland này khá đẳng cấp nha, khá nổi tiếng của Daiwa. Thì cái này được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người, được sản xuất tại Thái Lan đó. Và cũng rất là ok luôn. Thì cái này độ cứng là M nha anh em, độ cứng M. Độ cứng này chuẩn cho anh em đánh nháy hơi nha thiệt, câu lóc đó. Thì quẳng là một cây cần một khúc cho anh em, một khúc đó. Đây, test độ cong cho anh em xem luôn. Fan là fan xít nha anh em, fan xít chân đen. Đó, fan xít chân đen. Rất là dày xít. Sứ rất là dày nha anh em, bóng. Bu nó đây, đó, hàng nguyên zin nhá. Chưa độ chế gì hết. Thì anh em về nếu thích cần hai khúc thì anh em có thể mượn thợ cắt ra. Đó. Thợ vẫn làm được. Đây, cây này một khúc nha anh em, đó, một khúc. Nhìn rất là ngầu luôn. Thì cái này nặng là 110g, đọt dài là 1m77, nó đọt là 1.9 nha anh em. Thì cái này như đọt cứng M thì nó tải mồi từ 3.5g đến 21g, tải dây từ 6 đến 14 lb, chuẩn cho anh em đánh giá hơi giá thiệt. Xây giá công khai cây số 2 giá là 1.2 triệu cộng ship nha anh em, 1.2 triệu cộng ship, càng khá là ngầu á. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người vẫn là một cây cần lua nha anh em. Thì cây cần lua này là một cây cần của Daiko, cây cắm gốc. Bass Pussy nha anh em, Bass Pussy. Đó. Đây. Gốc nó đây mọi người, gốc nó khá là ngắn. Đây, rất là nhỏ gọn nha anh em. Rất là đã. Thì cái này một cây cần Daiko, hàng thương hiệu nội địa nha mọi người. Đó, Japan. Đây, đó. Đây, hàng Daiko, chất liệu là chất liệu carbon. Fan là fan loại xám nha anh em, Fuxi xám chân đen. Đây, Fuxi nha anh em, Fuxi xám chân đen. Còn rất là đẹp luôn. Bu luôn. Cắm gốc nha anh em, cắm gốc. Anh em cây này về anh em tính nháy hơi, lui chẽm. Em câu hanh cháp, câu tôm, câu cá me, dạng nó cảm giác rất là ok nhé. Thì cái này nặng là 115g, dài là 1m98. Thì cái này đọt là 1.5 ly nha anh em. Thì chiều dài thu gọn của đọt đó là 1m73. Tải mồi từ 5.25g đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb, giá công khai số 3, giá vẫn là 1 triệu nhé. Tiếp theo cái số 4. Tiếp theo cây số 4 vẫn là một cây cần Daiko. Thì cây Daiko này vẫn một cây cắm gốc nha mọi người. Đây. Bát mãi đây. Đó, gốc nó đây. Thì gốc là gốc bằng.
bát vẫn là bát Fuji, đóng chữ càng là càng đại cô anh em, hàng Japan. Thì cái này dài là 1 mét, dài là 1m8 nha anh em, dài 1m8, độ cứng là ML, cái nãy cũng là ML luôn nha anh em, nó cây số 3 vẫn là ML, cây số 4 vẫn là ML luôn, độ cứng ML, dài 1m8, fan vẫn là fan Fuji loại xám đây, đó. Fuji nha anh em, đây. Thì đây anh em, cây này nó có xước sát nha mọi người, nó xước sát. Thì cây này nó xước sát hơn cây số 3 một tí. Đó. Mà coi thì bao ok mọi người. Đây, test cho anh em xem luôn. Thì cây này nặng là 100g, đọt là 1.4, dài 1.8. Thu gọn chiều dài đọt của nó là 1.6 nha mọi người. Thì cái này tải màu từ 5.25g đến 14g, tải cho từ 6 đến 12 LB. Giá công khai cây số 4, giá 900 nha anh em, 900 cộng ship cây số 4. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây số 5 nha anh em. Thì cây số 5 em lên cho mọi người một cây cần hàng của Hàn Quốc nha anh em, cây Korea. Một cây cần lua, đó, rất là đẹp luôn. Đây nè, fan nó đây. Đó, fan là fan Fuji loại xám nha. Thì cây này là một cây cần lua, miếng ni lông ở đây vẫn còn nha mọi người. Đó. Đó, chưa sử dụng tới luôn. Ở trên tay thì bị xé rồi. Đó. Bát là bát hãng, fan là fan Fuji nha anh em, bát hãng fan Fuji. Chân fan còn rất là mới luôn. Fan rất là đẹp. Soi cần anh em xem. Thì cây này dạng về cho anh em câu tôm, câu cá mè. Anh em câu trên bè thì anh em có thể câu cá lăng cũng được. Cái này cứng con lờ thôi nha anh em, cứng chỉ con lờ thôi. Anh em được cá suối, câu hành cháp, câu cá lù đù. Thì cái này nặng là 100g, dài là 1m68, đọt 1.8. Thì cái này tải mồi từ 1.75g đến 7g, tải dây từ 4 đến 10 LB. Giá công khai cây số 5, giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship cây số 5. Đây, cái này đánh cực kỳ cảm giác nha anh em. Ngoại test độ cong cho anh em xem luôn. Ngoại hình cũng rất là ok. Đó. Cộng tới khúc nói trong luôn. Đây, tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần của Ryobi. Đó. Thì cây Ryobi này một cây Ryobi hàng của Korea xuất Nhật nha anh em. Đó. Bát là bát Ryobi luôn. Đó. Cán là cán bằng. Đây, miếng ni lông ở trên vẫn còn đây. Đó. Đa phần những cây này còn rất là ok. Bển hoặc ít sử dụng. Chất liệu carbon em nè, sẵn đây. Đó. Tem sức đầy đủ, rất là mới luôn. Fan là fan Fuji chân đen, buông ở đây. UV. Thì cái này của Korea sản xuất nha anh em, hàng Korea sản xuất đây, nó có xuất xác đây mọi người. Đó. Thì cái này độ cứng là độ cứng M. Đó, độ cứng M, nó tải mồi, nó dài là 1m, dài là 1m80, dài 1m83. Thì nó tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 17 LB. Đây, mã cột nó đây. Thì độ cứng M thì anh em có thể đánh lóc được rồi, đánh lóc rất là ok rồi. Đó. Foil là foil carbon sẵn đây. Ngoại hình thì vẫn có xuất sắc nha anh em. Đó. Thì giá công khai cây số 6, giá công khai là 1.5 triệu cộng ship nha anh em, 1.5 triệu cộng ship. Đo đọt nó xem. Thì cái này đọt 1.8 nha anh em, đọt 1.8. Cái này đọt 1.8, nặng là 105g nha anh em, nặng 105g. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 650k cộng ship nha mọi người. Một cái Ruby. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây còn túi còn hợp luôn. Thì cái này vẫn dài là 1m83. Thì cái này nó độ cứng chỉ có L thôi nha anh em. Độ cứng L này thì anh em đánh cảm giác, chuyên về cảm giác. Thì nó tải mồi từ 2 đến 10g, tải dây từ 4 đến 10 LB.
đọt là 1 ly 7, nặng là 19, nặng là 96 gram. Đây công số tải của nó, thì cây này còn túi còn hộp còn sách hướng dẫn luôn, ngoại hình cũng rất là mới luôn. Cái này dạng trưng bày rồi, còn túi nè, túi nguyên zin nhé. Đây cái số 7 fan Fuji loại xám nè, carbon nè anh em, chất liệu carbon nhé. Đây chất liệu ok nhé. Đây u ở đây sẵn ở trên ngọn đây nó ruby hàng Korea xuất Nhật, cân bằng rồi. Giá công khai cây số 7 giá 700 cộng ship nha nè. Tiếp theo là cây số 8, cây số 8 lên cho mọi người quẳng một cây cần ruby đó. Thì cái này dài là 1m68 nha nè, dài 1m68, tải mồi từ 2 đến 10 gram, tải dây từ 4 đến 10 lb. Thì cái này độ cứng con lột cứng ăn lờ đây nó, đọt là 1 ly 6, nặng là 88 gram. Thông số tải nó đây, cây số 8 đây, túi nó rất là ok anh mọi người. Loại xám nhé. Bon sắn rất là đẹp luôn. Cán bằng này cũng rất là ok nha mọi người, không có dấu hiệu của việc sử dụng nhiều đó. Rồi giá công khai cây số 8 giao cũng là 700 cộng ship nhé. Tiếp theo là cây số 9, thì cái số 9 em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Thì cây cần Daiwa này là một cây cần Daiwa Fanship nha anh em, Fanship đây nè, đây một cây hàng của Daiwa, độ cứng là ML, dài 1m6. Đó. Đây mọi người, Daiwa. Thì cái Daiwa này là một cây Daiwa cái gì, titanium top bu không mà ta, bu nó titanium không ta, nó để đây. Đó. Thì cây Daiwa này được sản xuất tại Thái Lan anh em. Đó. Bát là bát Daiwa nha anh em. Thì cái này được mấy anh câu anh làm bọc cái màng co lên nha mọi người. Đó. Để chống trơn cây cần. Ở trong là bằng nha mọi người, anh em có thể không thích thì anh em có thể cắt ra bình thường, bao ở trong cho anh em luôn. Thì cái này sổ bộ phen là bộ phen Fuji Sheet nha mọi người, bộ phen Fuji Sheet đây, đá cực kỳ dày luôn, bóng lửng, bù nó đây, bù nó để là titan gì đó. Thì cái này về chiên cho anh em câu chẽm này, câu chẽm câu nhầm đó, câu cá măng dạng lua nhẹ nhẹ, nhái lua nhẹ nhẹ thôi, đánh màu giả. Thì cái này nặng là 120 gram, dài 1m8, đọt là 1 ly 8. Thì cái này tải mồi từ 3.5 gram 14 gram, tải dây từ 6 đến 12 lb. Giá công khai cây số 9 giao bán là 1 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 10, thì cây số 10 hôm nay mọi người một cây hàng của Farmvip. Thì cái này clip trước cũng đã đăng lên, clip này em đăng lên tiếp giảm giá luôn. Thì cái số 10 là một cây hàng của Farmvip. Thì cái này số bộ fan là một fan sheet nè, một fan sheet đây, cực kỳ dày nha, dày và bự nữa. Đây nè, Farmvip một thương hiệu của Mỹ. Đó. Khá là tiếng. Đây. Thì cái này độ mới nó rơi tầm đâu đó tầm khoảng 93% anh em. Taiwan, hàng Taiwan sản xuất. Từ gốc lên rất là đẹp luôn đó. Fan sheet nè, fan sheet. Thì cái này độ cứng chỉ có L thôi nha em, độ cứng L. Độ cứng này thì nên chiên cho nên cảm giác dạng câu hành chắp, câu cá đù đù, câu đổng. Đây, fan cực kỳ dày nha. Fan này thì anh em đánh biển vô tư nha, nó kháng muối rồi đó.
Thì cây này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98, đọt là 1 ly 6, đây rất là dẻo nha anh em. Đó. Nặng là 98 g. Thì cái này nó tải mồi từ 3.5 g đến 10.5 g, tải dây từ 4 đến 10 lv. Giá công khai cây số 10, giá là 1.2 triệu cộng ship nha. Đó, cái tổ công anh em rất là ok nha anh em. Nếu anh em so với cần 2 khúc thì cái này độ cứng nó ra tầm đâu đó tầm khoảng 15 thôi nè, 15 mừ thôi. Đó, rất là ok. Nhận cảm giác vô tư nha. À, được cái là phen bự. Tiếp theo là cây số 11. Thì cái số 11 lên cho mọi người một cây cần đai qua. Thì cây đai qua này là một cây đai qua của Phong Tâm. À, hàng Taiwan xuất Nhật nha anh em. Đó. Đây, phen là phen xít. Đây, phen xít nha mọi người. Đó, phen xít. Ăn tiền là ăn tiền bộ phen nha mọi người. Đó, bộ phen này mà anh em mua lẻ ra tầm khoảng 4-500 là một bộ là bình thường. Đó. Thì cái này dài 27, độ cứng UL. Thì thông số UL này thông số UL cho anh em lưu biển nha mọi người, không phải anh lưu suối đâu. Đó, lưu biển lưu gần. Phen đề ba nó là phen ba chân cũng rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là dày luôn. Bu và bu xít. Thì cái này nặng là 120 g, dài là 2m1, đọt 1 ly 8. Thì cái này tải mồi từ 5 đến 14 g, tải dây từ 4 đến 10 lb. Giá công khai cái số 11, giá là 1 triệu cộng ship nhé. Tiếp theo cái số 12. Thì cái số 12 qua hoàng bên vàng bên đây là một vàng chiên. Anh em săn hàng đồ đẹp. Tiếp theo cái số 12 thì cái số 12 em lên cho mọi người một cây cần nội địa. Thì cái số 12 em lên cho mọi người là một cây dòng cần của Smith nha anh em. Đó, Smith nội địa. Đây. Dòng này khá nổi tiếng nha mọi người. Đó. Thì cái Smith này một cây Smith chiên cho anh em lua màu giả nháy hơi. Phen là phen 3 chân, phen đời 3, 3 chân, phen xít. Bộ xít luôn. Cần rất là ok anh em, đẹp nha mọi người. Bát là bát Fuji anh em, bát Fuji Smith đem hoàng. Phen xít. Hết che ta được. Thì cái độ cứng tương đương với M nha anh em, độ cứng tương đương với M, anh em có thể đánh lóc. Thì cái này nặng là 140 g, đọt là 1 ly 8, dài 21. Thì cái này tải mồi từ 6 đến 21 g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Giá công khai cây số 12, giá là 1.8 triệu cộng ship nha mọi người. 1.8 triệu cộng ship cho cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 em lên cho mọi người một cây cần của Major Rap. Thì dòng Major Rap này một dòng cần họ chuyên về làm cần luôn. Đây, nó. Bát Major Rap Fuji. Phen là phen Fuji, phen ca nha anh em. Phen ca. Thôi phôi đời cao nha mọi người, thôi sẵn ít. Phen đề 3 đây, phen Fuji nha anh em. Bù chống sắn. Ngoại hình tương đối ok nha anh em, tương đối đẹp. Đó. Major Rap thì cái độ cứng MH nha anh em, độ cứng MH. Anh em đánh lóc là thoải mái rồi, dạng đánh lóc ok rồi. Đó. Đây mọi người. Cần đẹp, ngoại hình ok. Thì cái này dài là 2m4 nha anh em, dài 2m4. Độ cứng là độ cứng MH. Thì cái này tải mồi từ 5 đến 30 g, tải dây be từ be 0.8 be số 2 nha anh em. Hàng Major Rap đây. Thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về nha. Đó, chứ không phải là hàng tuần, hàng lấy nhà máy đâu. Đọt khá cứng, khá mạnh. Thì cái này nặng 125 g. Đó. Dài 2m4, đọt 2 ly 1. Thông số tải mồi em cũng đã đọc. Rồi, cây số 13 giá là 1.8 triệu nha anh em. 1.8 triệu như cây số 13. Tiếp theo em lên cho mọi người là cây số 14 nha anh em. Thì cây số 14 lên cho mọi người một cây hàng của Major Rap. Thì cây này một cây cần Major Rap đây. Đó. Phen là phen ca. Phen là phen xít nè, phen xít.
phen caxit, phôi là carbon sắn, carbon sắn gần gút luôn. Bát là bát Fuji đây, đó. Còn rất là mới nè, càng rất là mới luôn. Đây, phần xít như này, phần xít Fuji, bù dạng bù chống sắn. Loại này thì anh em câu cá chẽm sẽ hết bài rồi, cá chẽm dạng lua mồi mồi giả rất ok anh em đánh dòng may rắp đây phản hồi rất là tốt luôn đó, đánh bắt cá là bao đã luôn đó. Ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Thì cái này nặng 100g, đọt 1.6, thì cái này dài là 2m04 nha anh em, dài 2m04. Thì cái này tải mồi từ 1.76g đến 7g, tải dây từ 4 đến 8 lb, giá công khai cây số 14, giá là 1.2.3 cộng ship anh em, 2.3 cộng ship cây số 14. Tiếp theo là cây số 15. Thì cây số 15 bên cho người quẳng lại một dòng cần Majorap. Thì dòng này một dòng Majorap Corsa. Thì loại này đằng trước em có bán một cây đó. Đây là một cây Majorap Corsa hàng xuất cho thị trường bên Âu nha anh em, ở châu Âu. Đây, phen là phen xít anh em, phen xít. Phôi carbon thì loại này thì khỏi chê, sẵn găng guốc cho mọi người. Đây, đó. Sẵn rất là đẹp nha mọi người, phôi khỏi chê. Đây, phen là phen xít nha anh em, phen xít, phen ca. Bù chống sẵn. Rất là đẹp luôn. Đây, cô xa. Thì cái này đầu cứng chỉ có L thôi nha anh em, đầu cứng L, được cái đổi lại ngoại hình bao xuất sắc. Thì cái này nặng 100g, đọt là 1.5. Thì cái này tặng nó dài là 1m95 nha anh em, dài 1m95. Thì cái này tải mồi từ 1.75g đến 7g, tải dây từ 4 đến 8 lb, giá công khai cây số 15, giá là 2.2 cộng ship nha mọi người, 2.2 cộng ship cây số 15, một cây Majorap. Tiếp theo một dòng cần Majorap tiếp theo. Thì cây tiếp theo lên cho mọi người một cây dòng Majorap carbon nano. Đây. Sẵn ít. Đây mọi người. Dòng carbon nano. Ben style. Bát làm cực kỳ đẹp nha mọi người. Phen vẫn là một dòng phen ca anh em, phen ca, phen xít Majorap sẵn cõi chơi. Rất là đẹp nha anh em. Sẵn ít, phen ca, phen xít, bu trong sẵn. Cần máy đứng nha anh em. Thì cái này độ cứng vẫn là độ cứng L, chất liệu là carbon nano. Đó, khỏi chê vào đâu được. Bát cũng rất, bát thôi làm rất là đẹp nha mọi người. Bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Thì cái này nặng là 95g, đọt là 1.1, dài là 1m95 nha anh em, dài 1m95. Thì cái này độ cứng vẫn độ cứng L, dạng chiên cho anh em câu chẽm. Lô nhảy lô màu giả. Thì cái này tải mồi từ 1.75g đến 7g, tải dây từ 4 đến 8 lb, giá công khai cây số 16, giá là 2.8 nha nè, 2.8 cộng ship. Thì ngoại hình cái này nó mới cứng nha mọi người, nó chỉ thiếu cái hộp thôi đó, thiếu cái túi thôi. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 bên mọi người một cây Majorap Corkis. Thì dòng Corkis này được mấy lần trước á, em bán rất là nhiều luôn, đa phần là máy ngang. Chuyến này thì em lấy được một cây máy đứng, còn túi về cho anh em luôn đó. Thì dòng Corkis này đặc biệt nó được một cái là để cái bát cho nó. Bát nó làm rất là đẹp. Bát cũng là bát Fuji anh em, bát Fuji rõ ràng, nó làm rất là đẹp luôn. Đó. Hồi cũng rất độ xuất sắc. Đó. Thì cái này nặng là một cây này nặng là 98g, đọt là 1.5. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em. Thì cái này tải mồi từ 0.80
0.87 gram đến 7 gram. Đó, tải dây từ 3 đến 7 lb. Đây mọi người, thông số tải rõ ràng nha. Giá bán 14.800 yên, đâu đó tầm khoảng 3 triệu 2 nha mọi người. Giá mới nha. Giá này thì anh em lấy về chưa tính phí ship cộng tùm lum hết trơn. Thế nữa. Thì đa phần những cần co da và co skit á thì đa phần nó xuất từ thị trường châu Âu. Đó. Đây nè. Được cái là phôi nó đẹp nè. Cán là cán băng. Rất là đẹp. Phen là phen xít nha, phen xít trắng đen. Bát là bát gỗ. Dạng bát Pussy Majograph. Rất là đẹp nha anh em. Đây, phen con rất là ok luôn. Đó, cần mới cứng. Đó. Thì cái này về cũng chiên cho anh em câu dạng chẽm, câu mồi, câu nhái hơi. Đó, câu hanh cháp, câu cá rù rù. Câu cá bụng, cá móng đục. Đó. Thì nó tải mồi từ 0.87 đến 7 gram thì anh em có thể lấy cái đuôi xuống được. Dãy cả tải mồi rất cao nha anh em, rất là xa. Đây, thông số lên đây. Thì cây số 17 giá công khai là 2.3 nha anh em, 2.3 cộng ship cho cây số 17. Tiếp theo là cây số 18 và 19. Thì 18 19 là một cặp nha anh em. 18 19 một cặp. 19 cây số 18 19 20 21. Cây số 18 19 là một cặp thì cây số 20 21 là một cặp nha anh em. Đó. Cùng thông số hết, cùng thông số độ dài đều có túi luôn luôn. Thì em lên mọi người tiếp theo một cây Majograph Sellwatch. Thì dòng Majograph Sellwatch này thì mấy clip chiếc clip này em có 1-2 cây hết, em đều bán thường thường. Đó, anh em đánh về đánh lóc phản hồi rất là ok. Dòng này dòng đánh lóc dạng châu bò rồi. Đó, rất là ok luôn á. Thì một cây Majograph Sellwatch này thì nó dài là 2m11 nha anh em, dài 2m11. Nặng 155g. Đọt của nó là 2.4L nha anh em, đọt 2.4L, đọt chà bá luôn. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 4 đến 6 lb. Tải dây be nha mọi người, tải dây be từ 4 đến dây be số 6 nha. Tải rất là nặng ký nha mọi người. Đó. Giá công khai cái số 18, giá là 2.8 nha mọi người, 2.8 cái số 18. Đây anh em, giá bán tại Nhật đây, đó, Fuji hết. Đây, phen Fuji Sitka, đó. Chất liệu carbon, cản e qua. Thì hai cây này còn rất là đẹp nha anh em, cây số 18 và 19. Đó, còn tối hết. Đây, phen Pusica. Bát Pusi, đó, Majorab. Carbon sẵn nha anh em. Đây, phen nó đây, dạng phần đề 3. Dính bộ về chưa lao nữa nè. Bộ trọng sẵn. Loại này của anh em đánh bạo lực là khỏi chê hết. Kính M. Rồi, giá công khai là 2.8 nha anh em, 2.8. Đây, hình con cá leo nữa đây. Cây số 19 cũng vậy, 2.8, cùng thông số, cùng độ dài luôn. Đó. Ngoại hình hai cây như nhau, mới cứng. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Rồi, giá vẫn là 2.8 nha anh em, 2.8 cộng ship. Tiếp theo cây số 20, cây số 20 và 21 thì cây 20 và 21 là hai cây Scorpion. Hai cây Scorpion full túi nha anh em, full túi. Cùng thông số hết. Thì em đọc thông số một cây nha. Thì cây Scorpion là một cây của Shimano. Thì dòng Shimano này, dòng Shimano sản xuất tại Nhật Bản nha anh em, Japan. À. Scorpion con bò cạp Shimano. À. Thì em đọc thông số trước thì cái này nặng là 4, nặng là 94g, dài là 1m74, đọt là 1.4L nha anh em, đọt 1.4L. Thì cái này tải mồi từ 2 đến 12g. Anh em có thể câu chẽm đánh nhai hơi là ok rồi. Đó. Thì cái tải dây từ 4 đến 8 lb. Đó, từ 4 đến 8 lb. Giá công khai cây số 20, giá là 2.4 nha anh em, 2.4.
ngoại hình hai cái này đoạn cũng thuộc dạng là ok đẹp. Đây phen là phen ship chân đen, phen cực kỳ dày luôn. Bát là bát thẳng nha nè, bát thẳng Shimano. Rất là đẹp cho anh em. Spen Shimano nha mọi người. Thông số tải đây, có bò cạp. Phen đề ba. Cực kỳ ngầu nha. Bu đây, bu xít. Bu cực kỳ dày luôn. Càng bao đẹp nha anh em, bao đẹp phun tối luôn. Rồi, giá công khai cây số 20, giá là 2.4 triệu nha. 2.4 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 21 thì vẫn vậy, một cây Shimano Scorpion. Đó. Phun tối nha mọi người, phun tối, ngoại hình ok, đẹp đẽ, sạch sẽ. Chất liệu carbon, cán bằng. Đây. Phen xít. Spen. Rất là đẹp nha anh em. Giá công khai cây 21, giá này khoảng 2.4 triệu nha anh em. 2.4 triệu cộng ship. Rồi, đó tổng cộng 21 cái cần em đưa cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt, đem lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.